Đâu gấu đâu, vị đâu, các chú không hù được anh đâu. Đúng rồi. Post nè. Con cáo thì rất tức. Cái gì mid game không phải đẳng như phần 1. Hắn như phần 1. Ok. Gì? Phần 1 là sao? Như phần 1 là mình phải nhìn qua camera. Bây giờ con cáo nó làm gì? Núp hả? Con cáo là nó sẽ phải núp nó hả? Hai cam mình. Nghĩa là mình phải nhìn qua nó bằng camera. Là mình đánh bại nó chỉ bằng nhìn qua camera thôi hả? Vâng. Ui có cam này nè. Ui cam này thấy nó rè rè hơn. Tôi hy vọng đó là con gáo. Ê, những con thọ nữa. Con cúc. Gâu gâu. Giờ đem màu chắc như chiêu mà nhỉ. Kìa. Rồi đem cáo. Ui cục bé thôi lui. Tao phải con cáo. Ê con thỏ hay con? Hay thỏ. Anh đi này ở nhà cũng mệt ghê không? Một giờ mấy phải chết cam liên tục. Đây là cuộc sống thường ngày của Duran. Duran mỗi ngày cứ một giờ đêm là phải chiến đấu với mấy con thỏ. Mấy con làm cho nó lạ lắm. Sao trước giờ tôi đang không chia sẻ tôi với tôi này? Tại sao tôi đang phải khổ cực như vậy? Muốn đi công việc này là công việc khó nhằn được. Có gì muốn chia sẻ với anh em? Ui, con gấu. Ui, quay đất cổ đi. Nó chạy gì vậy? Nghe tiếng người không? Trốn kịp kìa. Ui, cái gì đấy? À chắc con sói phải không? Con cáo biến mất rồi. Đó là party đó. À đúng rồi, con cáo. Cáo. Nó chơi game này hết căng thẳng quá. Nhìn thao tác nó nhanh vậy. Nhìn ông chơi mà nó nhanh như mấy game bắn súng à. Má con này xong tối được chắc khỏi ngủ luôn. Đang muốn đi ngủ sớm mà. Sớm à? Ê, lao. Nhưng mà tôi không ngờ Duran lại phải thức đêm. Thỏ. Giờ hay xuống gấu nhất. Tôi không rõ là cái đàn tôi còn viên nhất. Giờ gấu nó biết chạy ha. Con chói mặt nó dữ quá, nó chán. Hết muốn. Nó chọn mà. Mà chiếu thẳng đèn, thẳng mặt mình. Bây giờ tôi thấy tôi chỉ sợ ăn cáo thôi. Bà tôn tưởng cáo. Thế là ăn cáo nó lạ. Ui, con số nó rung rồi kìa, đúng đây. Thỏ. Con thỏ. Chó rồi. Má. Ê, tôi đang nghĩ con thỏ nó đang hỗ trợ cho con cáo á. Đúng rồi. Nó phá cam mông vậy. Giờ ê kìa. Giờ nó đạn cáo trốn trong đó. Nó ra nó úp sọt rồi. Lẹ lẹ đi. Thấy cam mình vô chết là. Thấy cam. Ui. Thấy nó không? Thấy à.
Cú. Rồi 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 rồi. Ôi vậy là đó cách đi kiện cáo tiếp rồi. Chỉ là con cáo là phải chết cao liên tục. Còn con gì nữa không ta? Nhớ con gà đúng không? Con gà gì mà con gà chắc không tiện mà. Gà như là tên Chica gì đó. Chica gì cả. Đấy là phải thế tôi có coi phim đó. Phim nó làm nhìn giống phim cho em thôi, cũng sợ. Ô, quá. Ơi con cáo mà. Con cáo, trời ơi, quá. Ui, shit. Tôi nhìn là con thế tôi. Ê. Dụ. Thế tôi quên nói ông luôn, tôi không nghĩ ông làm nhanh vậy nó quấn chết cho cái. Cáo, nó là cáo hả? Tính bội quá. Ông chơi cho cái game nó nhanh phải không? Tôi thấy game nó nhanh vậy rồi. Tôi sợ là bỏ quá, có lẽ tôi delay quá mà. Ê mà té đó. Té đó mình chết mình nó mới vô giống như lên cốt truyện đó luôn. Cái này giờ ông chơi thấy giống như mình đang trong cái vòng lặp chứ. Mình đang trong vòng lặp ấy. Rồi mà nên đợi chết đi. Oh. À. Hiểu rồi. Ok. Hiểu rồi. Cái gì? Cái đèn nó chỉ chọn gấu hả? Mình phải aim đúng gáo kia chứ không là nó chạy, mà nó chạy thì nó lại xuất hiện nhiều hơn. Hay Việt Nam mình không có kiểu gọi. Ê con gì ta? Gấu hả? Mà đấy quá. Ừ, giống cụ thôi, giống lúc cầu gặp đó. Cái con cáo á, là cái mặt nó trắng bóc à. Ba nãy lúc mà ông dội con thấy cái mặt trắng bóc luôn á. Nó tì vào khuôn màu. Cái gần nữa là đi thay. Cáo nó ấp sọn. Đây là mấy con thỏ nó đâu có ấp sọt nữa mà. Con thỏ ấp sọt nhưng mà thỏ nó sẽ hỗ trợ cho con gáo lại con cáo. À, gấu ấp sọ. Mà nó cút. Hay để mình để cho chết đi. Để cho chết giờ vô cấp chuyện thôi. Hai cái gần này một. Không giờ thấy rồi đó. Giờ chỉ đưa được tiền thôi chứ không đưa gì. Ờ thế là cái camera đó. Không để ý cái ngày á. Đó là đúng ngày hôm nay luôn á. Ồ ừ nhờ. Đúng hôm nay chứ. 3 tháng 8 rồi 4 viết. Đúng là camera nhà đồ rang có khác không? Dạ. Không có gì làm nhắn game đồ rang ơi. Thấy lâu lật quá rồi đó. Nhắn game mặt lỡ rồi. Chuyện game. Chuyện bắn lỡ qua đồ rang nữa. Ui giời ơi. Đây lẹ. Rồi chắc cái đi. Chết cái đi rồi lẹ. Chết cái nhanh rồi ra. Đây cam. Không thoải mái cam nó chưa thấy dấu hiệu gì hiện nhiệm. Trừ cùng lắm mà có con ừ, con cáo ở đó thôi chứ còn lại. Không sao. Thế là nó chậm mấy chứ. Trừ mà nó có học chanh. Chất đi vô. 3 kìa, 3 không chết. Rồi kìa, con gấu. Thầy là thầm miên đó. Ôi giời. Thế là nó dụ mình à. Nó phá cam 3 vậy nó. Nó đạn gấu. Nhanh. Chơi cam nhanh. Còn con... Ê con cá, con cá mới xuất hiện qua. Nhanh màu. Ui lẹ. Ủa nếu như mà hết điện cái là không thay rồi. Hết điện là không thay. Là coi như là end game luôn. Coi như là lúc đây chắc rồi. Đó giờ bọn lý. Thế mình té đó. Tại sao mình sống đâu được gì đâu nè. Mình cứ trùm lọc á. Mày thấy mình đâu có gì đâu. Mình cứ sót với mấy này thôi mà. Đúng. Ơi hay là mình để tới 6 giờ.
không để không không để yên được, để yên là cháy rồi, để yên là bắn ngay rồi hoặc đập. Ờ, ý là mình hay là mình sinh tồn với xấu giờ ấy. Xấu á, con. Con gấu nó đang ngoài hả? Ủa, cảnh này làm răng to. À đúng rồi, mình cái này mình phải sống tới 6 giờ sáng không? Rồi mình Đúng quyết. đúng 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 đúng. Giống như cụ à. Trời ơi. Rang đâu là quá Rang ơi. Sáng ra ngủ sớm đi. Sáng sáng ngủ bù hơn luôn. Đây mà thoải Đâu là thỏ. Cái thỏ nó đứng. Con thỏ nhìn dễ lầm với con gấu ha. rồi gần đây làm dễ hơn à. À con thỏ. Con gấu nó núp á luôn nè. Còn con thỏ thì nó không có núp đâu. Nhớ. Thọ đánh luôn chứ ngồi đập đúp. Kiểu ông mà quay mà ông thấy nó gần quá thì đừng quay nữa. Là con thỏ đó. Mình đặt cam mà nhìn thấy thắng là chắc đặt mặt đặt luôn. Ôi con cáo nè con Cao. nó đang nhìn Đi. ngược lên nhìn ghê kìa con nó nữa kìa đây con cáo nó teleport bị ghê Nhìn nhiều lần hàng chi. nhìn ủa nó chưa biến mất rồi đâu đang go 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 ba giờ sao nó không biến mất vậy để thấy nó bên ngoài nó đâu có úp sọt vào đâu đâu không Nó sẽ kịp Ê nha, sao con này nó không biến mất vậy? Nó cứ đứng đó hoài luôn rồi. khó chịu quá. Đó ơi, thỏ. Mẹ nó. Ừ, chậm chậm xíu đâu đang ơi. Không giờ. Má. Con thở ra cần rồi. Điện thoại ông JK làm gì? Chiếu 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 hết chiếu mấy hết cái mấy cái bánh của bánh nó. luôn Cái cái gì? gì mấy cái bánh mấy cái nước chả của nó trấu ánh sáng và Và tôi nghĩ là full hết rồi đấy. là cái này là mình đang giết cái bánh hay là mình đang bể cái bánh yên tôi biết nữa thật trời Chiếu hết cái bánh đi. chơi cái bánh đi con rỡ về vậy không bánh nó núp ở Mày mất. đây Tôi nghĩ bánh nó cũng spam hết hết trong trong cái khu này. cái trong trong mấy chỗ ngộ chưa mình là có mấy bánh Chào em, mà có này được.
thường là lần đầu tiên chơi là có viên ở đây này, giờ không có. À, quá tao nghe tiếng nha, lộ sáng không nha, tao đang chết rồi. Để thế nào không biết có ngồi giờ nó tấn công mình ngoài sao không ha, sau cửa. Ở có một hồi nữa. Hai giờ mày chắc có con cáo viên thọ Ủa 3 giờ á? Ủa? không ra không 2 giờ Ủa đi 3 giờ mà? kiếm kiếm bên chưa kiếm bên đi đâu đây Có kiếm rồi, bên có chưa rồi. cái này không Này thấy thấy con con thọ với thọ cáo gì rồi. cái điện Thay nó thay cho thay bên thôi. Ngoài nó bên phải. Thế cái đèn không có công dụng gì là đi chiếu mặt cái con gấu á. Lát ba Trường thỏ không cũng thôi không nái được rồi vợ. Đây là coi chừng con cáo. Ở đây coi chừng con cáo. thường thì tại tôi thấy con thỏ không chơi rồi nó đấm mất bay cái cam không á, không phải đi kiếm thêm bên Không hiểu nó không né được, hơi nó không né được. gấu à Đâu gấu à, bị chiếu mặt dữ quá trốn ngoài tốt rồi tốt nhớ người ngoài trong gì vậy thầy đi cái để sắp hết nè thầy chúa nha thập viên mọi cái mọi có cái luôn có ông nói là tôi biết vị trí rồi. Cái gì Điện mà đu đen ngâm ru nhâm nhâm Tiếp lại đi. nhâm 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 Thế là cam nó đâu quan trọng mấy đâu. Điện mới là quan trọng chứ. không cái nó cam mà hư thì bỏ giết mình đó. Rồi vô chết cam lẹ lẹ lẹ. Ở chết ngoài chứ. Ơi. Sao luôn. Bẹp. Cam đâu mình. Nó tụ được thai luôn này, cam nó sửa luôn. Ở đây chưa thấy con cáo à. Thấy có chữ
Còn thăm chúng mà đẹp đẹp. Bốn giờ tôi nhớ hình như là khoảng 4 giờ con gà nó tới. Còn 4 giờ con gà tới. Ê. Cậu à. Ủa anh cáo kìa. Rồi rồi 4 giờ 4 giờ. Cấp gà sắp ra. Còn chưa ra nữa hả? Có bên. Có bên luôn rồi. Bên mà chất chất cam hay sạc bên đi, cái đèn bên đi. Ờ không mình cứ thay pin mới á, nó sẽ chắc ăn. Mình tỉnh không, mình tỉnh không. Ăn tạm. Có bên rồi mình sẽ đi chất cam. Ê, té đang tôi nhớ gà phải 4 giờ ra mà đó. Tí nữa ra chữ thoải mái. Lẹ lẹ lẹ. Mình thay đi cái bàn không? Mình vừa mới thay đi cái bàn. À băng phím, băng phím. Đi con mẹ. Cái gì? Phải băng phím rồi. Tao lắm. Ui. Ông mà ăn nhiều thứ cần có thai quá. Gì nè ông nói gì tôi ăn. Còn phím, băng phím, mua băng phím, mua băng phím. Cái con gà ông da luôn. Tính đi, tiếng ra chưa? Tiếng ra nhớ 5 giờ kìa. Tiếng ra chưa, tiếng ra chưa. 6 giờ luôn kìa. Không, nó trên, nhớ nó trên đường của tâm trí, không có đọc đâu. Mà cái gì, ý là 6 giờ không win hả? À. Con mẹ biết ngay mà. Tâm miếng sai quá. Cảm giác chơi không quên được. Không khó nhưng mà là không quên được. Còn gì nữa trời. Còn con nào nữa hả? Không chắc thấy rồi, ba con chết nữa. Cáo ba con giả hả? À nãy tầm mình sai quá. Cho nên nó sẽ bông được hai cái pin không? Nào! À đúng rồi. Chứ ông chết một lần, ông chết ông chịu khó, ông chết 3 cam luôn nó sẽ hay hơn các bạn. Pha này đúng rồi. Chết hết luôn một lượt á, giờ đi counter nó.
như như cái pha này tôi nghĩ là ông quên, ông bỏ qua, ông bỏ sót con cáo bị vô nó mới bây giờ nó gì không thì... như bỏ sót thì nên cười à, làm quá không được bạn thì bữa nào chết là chịu khó chết hết cam luôn mới xử lý con cáo sau đó mới tới con gấu. Thay thay bên đi. Ý là ông có bên này tôi nghĩ ông nên đi thay bên đi rồi mấy ông mới kiếm nữa. Chứ ông có bên ông kiếm rồi được không? Ôi, có tiếng gì vậy? Nghe tiếng gì lè lè. Ngoài tiếng rài mà không có rài. Thay bên đi, không có nói thì thay bên đi. Ấy sắp hết rồi. Để cho bọn cứ cố gắng thay pin cho nó mới nhất có thể. Có thời gian mình con to thôi. Ui rồi. Ở đây đúng không cơ? Ở đây. Rồi, tôi cháy rồi đúng không? Ừ, nghe tiếng gì? Mới nghe tiếng gì vậy? Tôi nghe rõ luôn á, tôi cháy chưa? Nghe tiếng giống như cửa kính bị bể. Ok, tôi đi vào có tiếng rồi. Ở cái nó ở đó không? Hay là nó có sợi 30 đồng khác không? Không, nếu mình đã phát hiện một cái nó không gì chỉ gì yêu khác. Ba. Ừ. Quay quá. Quay mất không vụ vậy vậy em cắt mặt luôn. Đẹp quá. Sao tôi bỏ thắc mắc sao nãy con gà nó không xuất hiện hả? Hồi nãy như sớm quá. Lại game này như không biết hiếp phải tới 6 giờ. Có thể lâu hơn. Ví dụ giờ ông tính là tầm 7 phút đi. Phút quá, phải không chứ. Ông đếm, đếm đủ 7 phút á. Bình thường nhiều game khác nhau. Nhiều game khác nhau có giống nhau. Như phần 1, 2, 3 của game chính là nó khác nhau. Game 5 phút, game 6 phút, game 7 phút. Ôi tôi nhớ là 6 giờ mà đúng rồi, 6 phút rồi. 6 giờ sáng rồi. Đây là thời gian gây chứ không phải là thời gian. Ui giời.
Bên rồi, bên điện rồi. Bên điện sắp hết. Thoải mái. Qua đâu rồi? Cái cuối. Ôi giời. Thấy. Má lại mày. Ôi, con cháu nữa. Lẹ luôn đang ơi. Điện nữa. Điện trước. Thay điện trước. Đen quá. Giờ tôi ra cổng này đâu con kia giết rồi. Ồ. Cảm ơn. Chơi đi, cứ bình tĩnh đi, không sao đâu. Sợ quá rồi. Nhà chết cao rồi. Quay đầu ngồi. Đừng giết tao, đừng giết tao. Tao thương chúng mày lắm. Tao thương chúng mày với con tao luôn á, thật thề. Kìa kìa. Ê, chết chết cao cái đã. Ờ sao cậy, đi luôn đi. Cáo mình vừa giết xong mà nó không thể nào nó spawn đi tục lần nữa được. Cái đó thì tôi chịu, tôi cũng không rõ nó có thực hiện không. Thầy, dạ thầy, mình phải chơi bằng tiếng tự chứ mà. Cái đằng gấu nó nhớ nó đâu giết ông rồi không? Cái này nó đấm ông cái vô cục đó mà không? Không, như con cáo, con thỏ kìa mới đấy. Bịt mạ nó. Rồi. Nhắm con mắt á thôi. Quá biết ngay mà. Nó tỉnh núp sọt. Hai đứa nó định núp sọt không á. Thầm yên. Điện, cứ tiền điện trước đi. Thôi, con gà. Rồi, không biết làm gì đó tôi đang. Để chết cái con ma đi. Đúng rồi, xịt hết luôn. Thanh trừng. Tại vì thanh trừng lũ quỷ đó. Ui, cái bức tranh nhìn ghê đó. Rồi ông lấy pin đi. Lấy cục pin với đi. Ủa, biến mất thiệt luôn rồi. Á đù, xong rồi này. Win the ball. Ôi giời ơi. Ui, trâu rồi. Cầm bên kia. Đây là cái cầm. Hai con cùng lúc không mà. Đấy là cái cầm thứ ba. Gì? Đi sao đi kêu nó nôi. À, hết pin. Rồi, ok. Ê, thế là cái cam thứ ba của em mình chỉ sợ con cáo thôi đúng không? Cáo nó ở cam thứ ba nó khó chịu không? Cáo nào cũng khó chịu nhau cơ. Má lại đứa này. Rồi bà cắm cát luôn đi, nó ấp sọt không đó. Tôi nghĩ cái cam ba nó sắp hết pin.
Ui, Mình bắt đầu khó, bắt đầu khó rồi. Có không thấy mà. Và thằng phải đi rồi. Thế ra mình biết hết mánh rồi. Một con giờ chỉ sợ có thêm con mới xuất hiện thôi. Sẽ không có con mới. Ông nhìn cái bức. Ông thử nhìn cái bức tranh nhìn creepy vậy. Ông nhìn hộ lên vậy, tôi đang tập trung quá ngồi luôn ấy. Lỡ tôi không nhìn kỹ được tôi đang tập trung quá cặc luôn ấy. Đây đây đây, nó cứ xuất hiện kìa. Có con gà nữa. Chết cam đó. Cái đàn gà nó cho một thời gian nha. Ôi khó đó, lẹ luôn đang rồi. Mà thăm minh. Con này bốn đứa nó hấp chim không đấy. Rồi chết cặp cái đi. Lấy bị chết cầm. Chết hả? Rồi thôi giết hết luôn một lượt luôn đấy. Lại lấy biến. What the fuck? Ta không có bên này mà. Ấy ấy ấy. Cam xếp hết bên chết rồi lẽ. Hay 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 hay. Cảm giác xong. Bắn kịp. Hay quá, ít nhất là giết được chết rồi. Giết được cám, Ôi trời ơi. Hay quá, giết được cám, hay giết được cám. Thật lại nữa hả? À. Chưa giết. Đây là ông chưa giết được nó đó. Bắn cao, bắn cao được cám. Bắn biến gì đó. Thêm một cái miệng tủ bên trái không? Điện đi. Cái đèn cũng lắp hết pin luôn rồi. Đèn sẽ ra vậy. Cháy rồi. Cháy chưa? Mình chưa cháy. I'm still alive, bitch. Cái đèn chiếu được mà không? Bình tĩnh. Đừng. Ô, chú. Nhanh nào. Nhanh nào. Con chó kia. Đã nó hiểu không á? Ê, con má á. Gà thôi. Con gà thôi. nhanh hai con bốn con năm con đẹp thôi được không mà hai cái tủ chứ nó dễ hơn nha ôi trời ơi chết cam chết cam quá phê còn lao thế lại dừng chân 10 phút ấy 8 giờ mãi luôn. Ôi, pha này sai luôn rồi. Lại. Cam lẻ. Ôi, chừng con cáo, ý là tôi không? Con cáo. Tỉnh. Chắc hết cam đi. Đây là nói mà. Con cáo. Té ra pha nãy nếu mà ông đi chặt pin là tôi nghĩ là ông chết như con cáo rồi. Tháo năng quá. Cáo ngàn này rất trâu. Thay pin cam gì đó đi. Mà lại thấy mấy ông chết nhưng cáo nữa đó.
Ui đèn kìa. Ui ui, quá trời cần phải thay pin. Cái đèn rồi, đâu đang rồi, sắp hết pin. Đèn cái điện. Tôi nghĩ là nó thay pin điện trước đi. Cái đèn tôi nghĩ còn chết được mà không? Điện trước đi, điện sắp hết rồi. Lẹ lẹ, điện rồi qua chết cam một cái. Thằng game mà lao thế. Tôi không chịu. Ủa rồi. Điện. Cảm dữ lắm chứ. Chín giờ hay là chín? Cũng đẹp, phá được, Má em ơi. Trên. Nhanh nào. Con cáo này càng ngán càng trâu. Ui, cái đèn pin không biết còn pin không này. Đèn đi, tôi nghĩ sắp cộng gấu á. Ý, má em ơi. Con gà. Ông vừa giết cái bánh gà rồi thẳng kiếm pin luôn đi. Địch mà tâm mình như cướp đi. Rồi, thay cam. Thay cam rồi vô chết cam nữa. Con game nó lao hết, đã được chơi bao lâu rồi. Tôi cảm giác như game này nó sẽ không có end đâu. Nghĩ cảm giác như cố gắng sinh tồn hết đi, chết thôi. Má em ơi. Cũng có khoảng là 9 giờ. Cũng phút. Má, tôi tôi nghĩ là 9 phút. Cái tụ không có in. 10 phút. Có đó. Không, hai bên luôn đang, hai bên. Tao gặp mà đợi tao đánh cho mày mấy cái, thề luôn. Ủa, cái này sắp hết bên luôn rồi. Đã hai thứ gặp hai rồi. Hy vọng là không gặp con... Ok. Thái nào trước rồi? Đang đi. Đèn này. Rồi vô chết cam cho nhìn mấy cái đèn. Đèn cam gần cháy rồi. Má, thiệt luôn. Xuất hiện nhiều thế. 10 phút mà. Hơi lâu rồi. Ai chơi chiếu được không? Không biết được không? Mà rồi xong không? Rồi tôi chết rồi. Cái bến. Rồi chết chiến gấu rồi. Nhanh đi. Nhanh. Rồi đi, cũng bạn không việc đúng không? Gà. Nhanh nào, đi mẹ mày. Mày nhanh cái tay lên.
mẹ mày có thể có chúa luôn mẹ, tao phải là gặp ngọn đời tao đánh từ ba phát. Ủa không có trong kia mà không được có thì giết chữ nhanh 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 nhanh, không có tham, không có tham. Ê, con mẹ đang thế. Gì anh chưa cái lắm chạy kịp cái gì mẹ con lồn gì đấy đó. Cái này tôi nghĩ là mẹ đi bố thôi cho con tôm với con này trước quăng luôn rồi. Ôi cái đi nhanh mày quá. Thầy bình lắm rồi. Tao chạy rồi. Người khó quá ai quá. Không không làm được gì cả. Ui nó khó quá ai. Đây khó quá ai ui. Rồi lên YouTube coi có ai chơi win không? Thôi game khó được được. Từ từ đi, để tôi lên YouTube coi, má mày quá, bực quá thiệt.